Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe lắm Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Gmail.com Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938773799 Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi và cái, cái trang facebook chuyện ma vũ mộc của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha mọi người nào vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn <laughs> À, và mọi người ơi, trước khi vào nghe chuyện mà của mình thì mọi người có thể là giúp mình á. Những ai mà chưa đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký giúp mình ha Còn à, ai mà, mà, mà đăng ký rồi thì nhớ bấm nút like giúp mình Để mà cho mọi người biết đến kênh mình nhiều hơn Và sau đó người ta sẽ gửi chuyện về mà mình sẽ được à, à, kể lại những câu chuyện đó cho mọi người cùng nghe ha à, Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập à, 943 ngày hôm qua thì ở tập 943 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất ha Đó chính là bạn tên là Hoàng Huy Còn các bạn ngày hôm qua một comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Thị Thu Yên Cảm ơn Nguyễn Thị Thu Yên rất là nhiều và cảm ơn Hoàng Huy rất là nhiều luôn nha Thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thì câu chuyện đầu tiên này á, là do một bạn mà này bạn tên là tiến dũng bạn đã gửi về cái zalo cho mình ha thì bạn dũng bạn kể về một cái lần á mà bạn có đi khách sạn và bạn gặp ma không bạn uh, bạn đi đà lạt chứ phải xin lỗi mọi người bạn đi đà lạt nhưng bạn gặp ma mà không phải là trong khách sạn nữa mà khách sạn cũng có mà những cái khu du lịch ở trên đó bạn cũng gặp luôn thì bạn nói như vậy nè để uh, giới thiệu trước với mọi người ha thì bạn này thì bạn chuyên làm nghề kiểu như là uh, biên tập và designer và cho những cái bài báo uh, lớn nhỏ khác nhau đó thì uh, thường á là vào những cái dịp tết á, là những cái bạn như designer hay là cameraman này nọ rồi là rất là đắt show luôn thường á là trước đó thì người ta sẽ đi in những cái tấm lịch đó mọi người biết không à, in những tấm lịch treo tường rồi tất cả mọi thứ đó là sẽ có những cái hình ảnh về Đà Lạt về Hà Nội rồi về Sài Gòn về Đà Nẵng kiểu như vậy đó thì những tấm nó đâu ra là những cái bạn giống như là bạn Dũng nè, đó là sẽ là cái người sẽ đi chụp những cái tấm hình đó chứ không phải là download trên mạng về là bị đánh bản quyền dữ nha thì rồi bạn còn nhớ rất là rõ đó cái lúc đó, đó là vào năm hai năm kiểu như là cuối năm 2016 đầu năm 2017 đó thì ở bên cái tờ báo mà bạn đang cộng tác á là người ta mới uh, mới bút bạn để mà cho bạn đi lên trên Đà Lạt người ta nói ờ à, thôi năm nay thì chắc là uh, Tết nữa năm 2017 đó là sẽ quyết định là sẽ in rất là nhiều những cái quyển lịch rồi những lịch để bàn lịch treo tường gì đó đó tất cả đều là hình đà lạt hết nên thành ra là yêu cầu bạn là bạn phải chụp rất là nhiều những cái phong cảnh trên đà lạt luôn thì rồi à, lúc đó là tuy có nghĩa là người ta bút bạn á là người ta chỉ cho bạn à, cái tiền vé đi lại khách sạn chỉ có một mình bạn thôi à, nhưng mà bạn quyết định thôi chắc à, là sẽ à, đi với kêu thêm thằng bạn nữa tại vì bạn cũng rất là thích đi phượt nè để kêu thêm thằng bạn nữa tới đó thì à, khách sạn thì dù sao một phòng hai người mà nó vô nó ngủ ké rồi ăn uống hai đứa chia ra cũng không có bao nhiêu với lại một phần bạn cũng nói là thôi đi hai đứa ở đà lạt cho nó nó đỡ sợ sợ chút xíu đỡ cô đơn nữa kiểu vậy thì rồi bạn với bạn bắt đầu bạn dũng với một cái người nữa thì mình xin đặt tiếng luôn đi mà này tên là tiếng dũng thôi là hàng bạn tên là tiếng luôn đi nha bạn tiếng và bạn dũng nữa nha. thì rồi hai bạn bắt đầu là mới khởi hành lên trên đà lạt thì đi cũng buổi chiều chiều thôi khoảng chừng ba bốn giờ chiều chạy xe honda mọi người lên hơn ba trăm mấy chục cây khoảng chừng sáu bảy tiếng gì đó thì lên trên tới đà lạt á nha, là cũng tối rồi lúc đó là cũng khoảng cỡ chín mười giờ không có được bút trước đâu cúc này là nhà báo người ta chỉ à thôi nè bây giờ tiền xăng nhiêu tiền khách sạn nhiêu tiền ăn nhiêu rồi tao đưa cho mày bao thơ rồi bao nhiêu đó tiền tính luôn tiền công mày trong đó rồi mày đi mày tự giải quyết tự túc luôn chứ không phải là bút trước khách sạn này nọ không không có đâu đó nên trên đó bắt đầu là hai đứa mới giờ hôm qua giờ lại thôi đi kiếm khách sạn cái lúc này đó do là tiết kiệm mọi người tại vì cái tiền nhà bên bên báo người ta đưa đâu có bao nhiêu đâu phải tiết kiệm à, ở khách sạn rẻ rẻ thôi tại vì ngủ mà tới sáng hôm sau là phải uh, đi chụp ảnh nguyên một ngày luôn rồi tối về ngủ rồi thôi không có gì hết trơn á nên thành ra khi mà kiếm khách sạn này bạn cũng xin phép giấu tên nhưng bạn nói là nó cũng tương đối là xa trung tâm tại vì theo quy luật thôi gần càng gần trung tâm thì giá càng cao càng xa trung tâm thì giá nó càng rẻ đó nên Tuy là xa trung tâm nhưng khách sạn này á, là nó có theo như bạn không có nhớ rõ nhưng mà tối quá rồi nhưng mà bạn nói là chắc chắn là phải trên 5 tầng. Đã trên 5 tầng tại vì bản thân bạn đi vô đó là cũng phải ở trên tầng 4 rồi. À ở trên tầng 4. Tuy là tiết kiệm như vậy nhưng mà bạn cũng yêu cầu nó ờ à, thôi anh chị ở đây nếu mà nói với lễ tân đó nó có phòng nào mà nó có view á. À phòng nào mà nó gần kiểu như là mặt ngoài ban công này nó có view có gì để em ngủ ở phòng đó đi. Tại vì bạn tính trong đầu lỡ sáng hôm sau mà cái view khách sạn nó đẹp đó Thì bạn cũng chụp được vài tấm hình nữa Thì bạn cũng lại có thêm hình kiểu như vậy đó đó nên bạn mới lấy là dạng như bạn nhớ là phòng đó là phòng 402, 403 gì đó là nó ngay chỗ ban công luôn, nó có cái ban công đi ra luôn. đã buổi tối thì chưa thấy gì cả. Hai anh em lên cũng dọn đồ rồi mặc đồ quần xà lỏn này nọ đồ ngủ cho nó dễ. Thì bạn mới quyết định là bạn sẽ chọn cái giường á mà nó sát với cái ban công còn đây là hai đây là hai giường đơn giường loại một người nha còn tiếng á là nó sẽ nằm ở bên cái giường trong là kế bên toilet đó là tại vì bạn tính là sáng dậy mình bật dậy mình thấy cảnh đẹp mình cầm máy mình chụp luôn khỏi mất công phải đi qua này nọ đồ kiểu như vậy thì rồi đó là tối hôm đó bạn nằm bạn ngủ là bạn ngủ rất là ngon nha không có bất kỳ một cái vấn đề gì nha nhưng mà cho tới uh, sáng hôm sau á thì bạn thấy á, là thằng tiếng á là nó đang ngủ ở dưới đất Người tưởng tượng là hai cái giường đơn thì ở giữa nó có khoảng cách giường này cách giường kia độ khoảng cả hơn mét đó đó, đó thì cái khoảng trống một mét đó đó là là tiếng nó đang nằm để gói, nó để gối rồi bắt đầu là nó quấn mờ nó nằm mà ngủ ở dưới đó, đó. thì ông Dũng ông mới nói mày bị khủng mày mày làm gì rồi rồi rồi, rồi, rồi sau không ngủ đi ngủ trên giường không ngủ đi tao bút khách sạn hai giường ngủ dưới đất như vậy cái ông tiếng ông mới nói như vậy nè. ông kiểu như nói rất là 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 giống như là bậm kiểu như là dấp kiểu như nói dấp 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 mọi người nói à, thì à, à, tối hôm qua á, cửa sổ mở à, gió thổi vô tầng 4 lận gió đà lạt mày biết không nó lạnh quá tao nằm trên đây gió thổi thẳng vô người tao luôn nên á, tao nằm ở dưới cái kẹt này nè cho gió thổi không có tới tao đỡ lạnh thì ông bắt đầu bằng, bằng, bằng Dũng bằng cũng ờ ờ bạn nhớ nhớ đó ủa mà tối hôm qua chính tay tao là cái người đóng cửa sổ mà kỳ vậy vừa nói tức khắc là bạn quay qua bạn nhìn cửa sổ liền luôn đó thì bạn mới thấy là cái cửa sổ đó đó đóng rồi luôn đó kiểu nè cửa sổ đóng kiểu này rồi sao mà gió lùa vô được nó ờ tại hôm qua nửa đêm tao tao ngồi vậy tao ra tao đóng đó nó mày nói sao mâu thuẫn quá mày đóng cửa sổ rồi thì gió không có lùa vô nữa mà gió không lùa vô nữa thì mày ngủ dưới đất làm gì mày ngủ trên giường cũng được mà đã là kiểu như cái câu chuyện nó rất là kỳ cục là giống như thằng tiến nó muốn giấu giếm cái gì đó nhưng mà ông Tiến là thôi thôi mệt quá giờ này là đi chụp hình là đẹp nhất nè không đi lẹ lẹ đi mà đứng đây mà cãi lộn cửa sổ cửa nẻo rồi hồi nó mất cảnh đẹp mất ánh nắng này nọ rồi chụp hình không có đẹp á ờ rồi bắt đầu là hai anh em bắt đầu xuống mới lấy xe mới đầu đi thì khi mà đi như vậy đó bắt đầu ông tiến cũng nói thôi để tao đi chung với mày cho giống như là ông tiến bạn dũng mới nói là một cái người rất là gan dạ đã chủ yếu mình kêu ông tiến đi theo để mình đỡ sợ mà nhưng mà bây giờ cảm giác như ông Tiến cũng hơi có vẻ là nhút nhát Không biết là sợ cái gì đó đó Có cái gì đó trong lòng mà làm với Lúc nào cũng mắt cũng giáo giác Còn đi ra tới khách sạn còn dòm dòm lên nữa chứ Ra tới khách sạn dòm 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 lên nói, ông, ông dòm gì vậy à, tao dòm thử coi cửa sổ đóng không tao uh, sợ ăn trộm nó leo vô nói, trời nó coi ở tầng 4 sao hồi nãy giờ cứ quanh quẩn cửa sổ hoài mình ở tầng 4 ăn trộm nào mà vô được với lại máy ảnh này nọ đem theo hết trơn rồi À, không có gì đâu thôi thôi thôi, thôi đi, lên, mày, mày chở tao đi đi cứ như vậy đó không có giống như là ông tiến bình thường nữa mà cứ như sao 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 á thì rồi lúc đó bạn nói là bạn qua bên vườn hoa đà lạt nè ngang rồi bắt đầu là chợ đà lạt những cái phong cảnh chụp hình thì mọi người biết rồi chụp hình phong cảnh mà đó thì đi vòng 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 vòng, bắt đầu là bạn mới đi được qua tới cái gọi là cái gì à uh, đò mộng mơ này nọ luôn nha thì bắt đầu á lúc đó là những cái khu du lịch bình thường rồi bắt đầu á là ông dũng ông mới nói như vậy nè Bây giờ những cái cảnh này á thì đa số người ta đều chụp rồi, chẳng qua là mình chụp cái góc khác nhìn nó hơi lạ lạ thôi, chứ mà khách hàng mua lịch người ta dòm vô là người ta biết ừ là cái này là chợ Đà Lạt. Cái này là đòi mộng mơ chẳng qua là chụp cái 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 góc hình nó khác thôi. Bây giờ mình phải kiếm một cái chỗ nào đó mà nó thiệt là lạ. À mà chưa có người nào nó dân designer mà mình phải kiếm cái nào độc quyền của bản thân mình, Ê, mình mới làm được đã thì ông tiến cũng nói ừ thôi mày kiếm chỗ nào kiếm đi nhưng mà đừng kiếm chỗ nào vắng quá nha mày trên đà lạt này nọ đồ kiếm chỗ vắng quá à, à, cũng không có nên đâu nha trời ơi sao mà tao dẫn theo mày để mày đi với tao để cho tao đỡ sợ mà ai về mày còn sợ hơn tao nữa tiến mày bị cái vụ gì vậy tối qua ngủ đất rồi sáng nay tự nhiên ngủ đất xong cái mày đất nó lên hơi hơi đất nó lên mày nó nhập vô người mày mày bị khùng hay gì vậy? ông tiến ông nói ừ thì, thì tao chỉ muốn nói cho mày tốt vậy thôi Đà, nhưng ông Dũng thì lại muốn ngược lại Mình phải kiếm cái chỗ nào nó càng vắng Rừng thông này nọ đồ kiểu kiểu như vậy đó Rồi đó bắt đầu là mới đi, đi hỏi dân địa phương này nọ đồ Mới chỉ những cái đồi những cái này hoang vắng mà đi xe Honda lên được kiểu như vậy đó Thì bắt đầu mới um, đi vào đó thì lúc này mới gặp chuyện nha Cái lúc đó, đó là đơn trên một cái ngọn đồi đó thì xe nó không có lên được nữa tại vì thời điểm đó là cũng có xương xuống nó ướt cái đường nó trơn á thì bắt đầu là mới quyết định là thôi để cái xe đó đi tại vì cái xe này thì cũng chắc là ở trên này cũng không ai lấy quyết định là hai người sẽ phải đi bộ lên à đi bộ lên trên một cái đồi đó trên cao như vậy nè đó là đi bộ lên cho anh chắc đứng trên đó chụp xuống những cái nhà lồng những cái này cái nọ nó đẹp hơn à thì rồi bắt đầu là hai người mới uh, đi bộ với nhau khi mà đi lên chưa kiểu như là cũng vừa đi vừa chụp 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 như vậy nè thì bắt đầu á uh, mới đi lên trên tới được gọi là cái đỉnh đồi rồi đó thì lúc đó là hai người mới phát hiện là có hai cái ngôi mộ cái này này mình nãy mình cũng nghĩ uh, là chắc là đòi thông hai mộ nhưng mà thật ra không phải mọi người bằng 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 dũng mà nó không phải hai cái ngôi mộ này, hai cái mộ nào á nhìn nó nó không có giống như là đòi thông hai mộ đâu không có không có được người nào chăm sóc hết trơn á nó cũ kỹ hết trơn rồi à thì khi mà lên thấy hai cái ngôi mộ rồi bắt đầu là ông tiến ông kêu trời 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 ơi ở đây có mộ quan mày ơi thôi thôi, thôi thôi đi về đi cái dễ gì thì mình miễn sao mình không có đụng chạm đến người ta thôi mình đâu có ngồi lên trên mộ mình đâu có làm cái gì đâu đó rồi cái ông thì được thật ra ông tiến thì cũng đi theo cũng phụ mọi người giống như là uh, gắn những cái len vào máy rồi thay thẻ nhớ rồi thay pin phụ bạn mình thì cái lúc đó là mọi phải hiểu là hai cái người này đang rất là tập trung vào trong công việc và nhất là chụp hình là phải đưa con mắt vô như vậy nè phải dòm, phải nhắm những cảnh nào ok bấm tách 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 bấm chụp chụp ông kia cũng đứng kế bên cũng dòm 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 thì khi mà đang đứng dòm như vậy á là lúc đó là cả hai người luôn đó, cả hai người luôn là bị đều bị dỗ dai cùng một lúc tại vì hai người đang đứng song song với nhau như vậy nè ông 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 tiến thì ông đứng ông dòm cảnh còn ông kia thì đang đút con mắt vô trong cái máy chụp hình để mà dòm để mà li li li, li kiếm chỗ mà để bấm máy như vậy thì đang đứng tập trung như vậy thì bắt đầu cả hai người đều bị dỗ trên vai à dỗ trên vai mà một cùng hình như là một người dỗ hay sao có nghĩa là ông tiến thì dỗ bị dỗ cái cái vai bên phải còn ông dũng thì dỗ cái vai bên trái à có nghĩa là hai người đứng kề vai chung với nhau như là dỗ hai cái vai kế bên như nào nè dỗ một cái bụp như vậy thì vừa dỗ một cái bụp mà dỗ cũng tương đối mạnh nha chứ không phải là dỗ nhẹ nhẹ đâu nha dỗ mà kể như vậy như là gọi là dỗ dai mà dỗ ác ý á dỗ biểu bụp một cái như vậy nè thì vừa dỗ là vừa lên tiếng liền đi đi chỗ này không phải cái chỗ chơi đâu đã nghe nói một cái câu như vậy đó thì vừa dỗ xong như vậy cũng giật mình đi khi mà tại vì á ông tiến thì ông quay qua thì không biết là ông thấy cái gì hay không còn ông dũng thì đó do là đang kê con mắt vô camera thành ra muốn quay lại dòm là phải mất nhiều thời gian hơn là ông tiến mọi người tưởng tượng không đó ông tiến thì ông quay qua ông thấy ông thấy rồi ông không có kể nha lúc đó chưa kể nha còn ông dũng ông đang kiểu như đang canh canh chụp tật mà dỗ bụp cái đi đi chỗ này không phải chỗ chơi nha cái bắt đầu phải giật phải để con mắt ra mới quay lại dòm thì khi mà ông dũng quay lại dòm thì không thấy ai hết trơn á ông dũng mới quay con hỏi tiếng ủa mày mới vỗ dai tao thấy gì vậy không có không có đi 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 mà đi đi lẹ đi lẹ đi lẹ đi đi gì, vậy chụp chưa xong mà nó đi 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 người ta đuổi rồi người ta đuổi rồi Nói ai đuổi rồi rồi hoang mà ai đuổi mày tao nói mày đi đi sao cái thằng này nó mệt quá chụp đủ rồi chụp đủ rồi mà vừa nói là ông tiếng ông vừa ông vừa quay đầu ông đi luôn nha hồi đó giờ bạn dũng bạn nói là chơi chung với ông tiến cũng lâu rồi chưa bao giờ ông tiến bỏ bạn đâu nghe mà bây giờ vừa nói là vừa quay đầu đi đó coi như là ông dũng không đi là ông tiến bỏ đi mình á à, mà bây giờ đi theo có một chiếc xe thôi thành ra ông dũng phải bắt buộc phải đi theo đó là mới đi còn vừa đi vừa nhăn nhó cái gì vậy trời cái vụ gì mà tự tự nhiên dỗ dai xong rồi kêu về lúc đó nó là ông dũng ông cứ nghĩ là ông tiến rồi ông tiến dỗ dai mình thôi lên trên xe bắt đầu là cũng lúc đó thì cũng trời nó cũng ôi 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 chiều rồi hình ra là cái thời điểm đó là chụp hình không có đẹp đã phải là trời nắng có ánh sáng chụp mới đẹp còn chiều chiều thì chụp không đẹp đâu bắt đầu là nguyên đám mới thôi mới uh, đi về khách sạn thì uh, khi mà trên đường về như vậy đó ông tiến ông ngồi sao ông nói ơi dũng ơi, không mấy bây giờ mình về mình gom đồ khách sạn đi uh, mình đi kiếm khách sạn khác được không trời ơi bên báo người ta đâu có đưa tao nhiêu tiền đâu đã búp mà anh em mình quyết định là búp cho nó rẻ rẻ để tiết kiệm này nọ rồi mà nói hồi không mấy bây giờ hả búp khách sạn khác đi rồi có gì tao bù tiền vô cho chứ tao thấy trời nguyên ngày hôm nay đủ thứ chuyện trên đời trơn rồi tao 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 sợ quá đủ thứ chuyện là sao sáng giờ có một mình mày là 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 kiếm chuyện với tao quá chứ tao sáng giờ không có chuyện gì hết trơn á nói thôi mày nghe lời tao tao lại mà luôn lấy đi đi lấy phòng khách cái gì tao bù tiền này không lúc đó ông bạn dũng thì mà nói bạn cũng thà là nghe lời bạn mình không có ông cũng gọi là lì lợm mà mà không mày mới nói tao sao chứ tao biết chứ tự nhiên bây giờ tiền bạc hay nó no, đồ đỏ khách sạn khác không phải là mày bù tiền gì mà phải có lý do của nó kiểu kiểu như vậy rồi thôi bây giờ mày kiếm đại quán cà phê rồi đi tấp vô đi rồi tao kể cho mày nghe là chứ bây giờ tao không có dám về đó nữa đâu đã rồi nghe cái sự việc có vẻ là nghiêm trọng nha đã bắt đầu mới kiếm quán cà phê tấp vô bắt đầu là ngồi mới nghe ông tiếng ông ngồi ông kể lại những gì mà ông gặp lúc đó lấy vô quán cà phê nha không biết có phải là do cái thời tiết đà lạt có lạnh hay là do ông tiếng ông rung hay không nha ngứa ngồi mà cứ rung 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 bắt đầu mới kể nói tối hôm qua đó tao nói dốc mày á chứ không phải là tao nằm ở dưới đó tao ngủ đâu nó rình tao xuống dưới nói, Nó là ai, lúc này thì bạn Dũng bạn cũng ngờ ngợ rồi Mà cũng hỏi một câu ngáo ngơ Nó là ai trời ơi ma chứ còn ai nữa khách sạn nó có ma thì con mày gì ghê vậy sao uh, tao không gặp gì chân tao cũng không biết nữa mà tối hôm qua đó là tao đang nằm ngủ như mày nè cái mày có nhớ không cái cửa sổ mà mở ra để mà đứng ra nhìn cảnh ngoài đó đó là nó lúc mà vừa tới rồi mày mở ra mày tính mày nhìn view đó thì có phải là mày mở nó rất là khó khăn không ông dũng nói ờ đúng rồi cái, cái nó như nó bị khô dầu nó bị khô mở bò mở ra nó nó không có nghe ken két ken két mà nó cứ cạch cạch, cạch 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 như vậy mà nó rất là khó khăn ờ nó thì đó tối qua tao nằm tao ngủ cái tao nghe cái tiếng gì đó tao nghe cái tiếng cạch 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 thì tao cũng nghĩ đơn giản thôi chắc nhiều khi mày là designer mày chụp hình thì nhiều khi đêm hôm mày muốn mở ra mày chụp cảnh ban đêm hay là mày muốn phơi sáng kiểu kiểu như vậy đó tao cũng không có đi đâu đó nhưng mà tao cứ nằm hỏi tao cứ nghe kịch cạch kịch cạch kịch cạch kịch cạch nó cứ vậy hoài giống như ai đó mà cứ đụng cửa sổ nghe cạch 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 hoài như vậy đó cái tao quay qua tao tính nạt mày tao cứ trời ơi đêm hôm mình để ngủ đi mai chụp làm gì chụp mang đêm ăn hôm thấy gì đâu chụp nhưng mà khi mà tao quay qua tao thấy mày đang nằm ngủ trên giường nhưng mà cái cửa sổ đó thì nó mở ra rồi gió nó thổi vô mà nó lạnh lắm đó gió thổi vô màn nó bay 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 như vậy nè cái tao cũng nghĩ làm lạ mà lúc đó thật sự là ông tí này ông cũng nghĩ là ăn trộm thôi tầng 4 mà không lẽ ăn trộm mới leo tới đây sao kỳ vậy ta cũng ngồi vậy một lần nha ngồi vậy đi lại rồi bắt đầu cũng đóng là mà đóng rất là khó luôn á đóng cũng phải là phải là chừng chừng mười lăm giây mới đóng được cứ cạch 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 như là đóng được xong kéo các bạn cái rẹt lại cái bắt đầu leo lên giường cũng đem cái cái suy nghĩ nó kỳ lạ thì nằm ở trên giường chút xíu cái ngủ được tại vì trời ơi tôi mới hồi tối hôm qua chạy 300 cây số nó mệt dữ lắm rồi đó rồi cũng ngủ được thì ngủ được chút xíu cái cũng lại tiếp tục nghe nữa thì nghe kịch cạch kịch cạch kịch cạch cạch, cạch, cạch cạch lúc này thì không có đợi mà vừa nghe kịch cạch chừng 4 năm tiếng rồi là khoảng chừng vài giây thôi là quay qua dòm liền ông tiếng ông vừa quay qua ông dòm một cái nha ông thấy rõ ràng nguyên một cái cô gái cổ đang ngồi giống như mình nói là cái cái mông của cổ cổ để lên trên cái cửa sổ còn cái chân cổ thả lỏng mà cái ngựa của cổ là đang quay vô trong phòng chứ không phải là quay lưng lại nha mà cái người có quay lưng cái, cái người có quay vô cái lưng cổ quay ra ngoài vậy đó hai cái tay còn dịnh lên trên cái thành của cửa sổ mà cái chân còn đung đưa đung đưa như vậy nè giống như ngồi mà ngồi relax ngồi thư giãn ngồi xích đu vậy đó giống ở giống như là cái cái tư thế mà ngồi xích đu vậy đó hai tay dịnh xuống rồi chân còn đung đưa đung đưa đung đưa như vậy nè nhưng cái mặt là không có hề vui đâu lúc đó gió thổi vô tóc nó bay kiểu một người tưởng tượng là ngồi mà 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 quay lưng ra ngoài quay mặt ở trong gió thổi từ ngoài thổi vô thì tóc nó bay lên trước mặt như vậy là mọi người tưởng tượng không mấy bạn nữ chắc biết ha tóc nó bay 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 trước mặt như vậy nè nhưng đủ để nhìn là một cái gương mặt buồn lắm mọi người một cái gương mặt rất là buồn luôn nha thì khi mà ông tiếng ông gặp như vậy là ông biết là cái vụ gì rồi à, nhưng mà thay vì la lên tại vì á từ cái giường này ví dụ như là hai đứa ngủ chung cái giường đôi đó ngủ sát rạc với nhau nó ừ dũng ơi dũng mơ ma ma nhưng mà do là ngủ hai cái giường đơn hai đứa cách nhau tới hơn một mét lận một sải tay không tới mà đó nên bây giờ không có dám nhúc nhích mọi người tưởng tượng không mình, mình gặp ma mình đâu có dám nhúc nhích đâu sợ mình nhúc nhích cái nó làm gì mình đó thì ông tiến ông có cái, cái tâm lý ông lại như vậy thành ra là ông nhìn như vậy xong cũng bắt đầu ông sợ rồi bắt đầu ông quay ông quay ngược trở vô ông quay ngược trở vô trong trong cái 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 cái, cái, cái hướng về toilet đó cái bức tường toilet đó bắt đầu ông nằm rung đó ông nằm ông sợ ông rung muốn nghĩ trong đầu nó chết mẹ rồi bây giờ sao giờ ma cỏ vậy vậy rồi một phần cũng lo cho thằng bạn của mình tại vì tính nói nào ngay thì cái con ma đó là nó gần nó gần ông dũng trước ông dũng nằm kế bên cửa sổ mình cái đầu mình nói rồi còn ông này là mấy cứ là con ma nó muốn bắt hồn là nó phải bắt hồn ông dũng trước theo thứ tự nó mới bắt tới ông tiến đó là vừa lo cho bạn mình mà vừa sợ không biết làm thế nào thì cứ đang nằm như vậy nè cảm giác lúc đó là bắt đầu là nguyên một cái kiểu như là cái 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 ra giường đó mọi người cái cái ra giường chứ mấy cái nệm nha là nó kéo nó kéo nghe sẹt 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 mà ở đâu là cái bắt đầu là ông Dũng ông ông tiến á là ông thấy cái con mắt cái cái mặt của mình á là càng ngày càng xa cái bức tường ví dụ như cái bức tường nằm đây ông nằm đây đúng không càng ngày ông càng xa 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 cái bức tường này nè chậm lắm rất là chậm họ kéo ông tiến rất chậm nhưng mà cảm nhận được xa xa từ từ trời ơi càng ngày càng điếng nha tim thì bắt đầu là lúc đứng lúc đập lúc đứng lúc đập mọi người mọi người tưởng tượng chứ không phải đập nhanh đâu nhập đình đình, đình đình có lúc đứng tim lúc đập lúc đứng kiểu như là nó làm cho mình rất là khó thở nó ngột ngạt luôn đó thì khoảng chừng năm bảy giây sau thôi bắt đầu là lăn thẳng xuống luôn tới khi mà họ kéo tới cái, cái giường đơn mọi người biết rồi cái bề ngang nó độ không tới một mét đâu 80 mươi dữ lắm là mét nè nên kéo chút xíu bắt đầu là lăn luôn lăn lộn của mèo lăn bập bập bập, 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 bập lăn xuống dưới đó luôn đó thì khi mà lăn xuống dưới đó rồi bắt đầu là mới bật ngồi dậy được thì khi mà bật ngồi dậy được nhìn qua đó cửa sổ đóng cô gái bí mất tiêu và cái màn vẫn còn đang kéo lại luôn như chưa có chưa từng xảy ra một cái vụ gì hết trơn ha à. Thì rồi, ngay cái lúc này nó cũng nghĩ tới chuyện là Ừ, sẽ kêu ông Dũng vậy kể chuyện Nhưng cũng kể chuyện đó có là, đó lại Nhưng mà ừ, cái chuyến đi này thì dù gì thằng Dũng nó cũng bao mình đi Rồi nó cũng có công việc nhà báo chuyển tiền cho nó Rồi ký hợp đồng Lỡ như kể nó sợ quá nó Không có dám chụp này nọ đồ tội nghiệp đó À, tính ra thì ông Tiến này ông cũng khá là là, là, là anh hùng đó nha Cũng dữ dằn lắm nha Mới đầu là không có dám ngồi vậy nha Mới đầu là cứ giới giới cái tay lên Lấy cái gói kéo xuống, lấy cái mền kéo xuống là nằm ở dưới đó luôn đó là cứ nằm ở dưới đó ngủ như vậy chứ không có dám nằm lên trên nữa. Đã nên thành ra sáng hôm sau khi mà ông Dũng hỏi đó thì ông Tiến cũng cũng nói biện minh một cái lý do tại sao mình nằm dưới đất nhưng mà hỏi kỹ ra thì nói tầm dòng tùm lum tùm la hết trơn á. À rồi thì khi mà ông Dũng cũng biết được cái câu chuyện đó rồi cũng thương bạn mình mà cũng sợ chứ. Ông Dũng cũng cũng sợ ma chứ. Đó nói ừ vậy thôi bây giờ về đó thì thôi tao với mày đi lên trời đó lấy đồ chứ trời ơi giờ này kiếm mẹ khách sạn rồi đi kệ đi coi như lần này tao đi với mày đi chơi đi khỏi có tiền công tiền cán hết trơn á tại vì bên nhà báo đưa tao như nếu mà tiết kiệm này nọ thêm lương của tao chắc dư cũng được vài triệu thôi lấy vài triệu đó kiếm khách sạn lớn lớn ở mẹ cho rồi đi cho coi như đi chơi đi không gì hết trơn á nhưng mà vừa đứng lên chuẩn bị tính tiền nước ông dũng đồng không ông tím nắm tay chưa tao chưa có kể hết còn mày nhớ cái vụ mà hồi nãy ở trên cái đồi đó bị dỗ dai không không phải là tao dỗ đâu hai cái người ở trong cái mộ đó dỗ tao thấy rõ ràng luôn trời ơi ông dũng nó nó bắt đầu nổi da gà nha cái gì mày thấy luôn hả sao hồi nãy dỗ dai xong tao cũng quay lại liền mà sao uh, tao không thấy nó nói mày quay đầu lại chậm hơn tao tao quay tiệm tao vừa dỗ dai là tao quay tao nhìn liền là tao thấy rõ ràng liền mà hai mộ nhưng mà sao tao thấy có người ha đó bắt đầu cũng kể lại em thì thì cũng đang đứng nó cũng chạy lên đó cũng đứng thấy mộ rồi ông ông tiến do là sáng gặp ma là ông ớn ớn rồi đó nên nhìn mộ muốn đi mà ông dũng không có chịu đi kiểu như vậy mà khó nói quá à, mới đứng thôi thôi kể để cho nó chụp đại đi có gì mình đứng kế bên đó à cho nó chụp đại xong hết trơn đi rồi rồi có gì mình đi về cũng được tại vì chụp hình chụp cảnh này mà nó chụp chừng 15 lăm hai phút là dữ lắm chứ gì thì đang đứng thì ông này ông đứng chống lạnh như vậy này ông kia thì như mình nói rồi quay lại ha ông kia ông 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 đưa ông đưa cái, cái, con mắt vô camera còn ông này thì ông đứng ông cứ chống lạnh ông cứ dòm dòm thì khi mà dỗ dài nghe rõ ràng là dỗ bập là dỗ hai dỗ hai cái là dỗ hai cái dài đó dỗ bập cái thì vừa dỗ một cái nghe âm thanh ở đây không phải vô đi đi không ở đây không phải là chỗ chơi nghe không thì đương nhiên ông tiến là cái người quay lại đầu tiên liền thì vừa quay lại một cái nhân thấy rõ ràng nguyên một ông già cái lúc mà nhìn được á, là ông đó ông đã quay lưng ông đi rồi chứ không phải là ông đối diện mặt thành ra không có nhìn được cái mặt của ông nhìn từ phía sau thôi nhưng biết ông già là bởi vì đi cái tướng lùm khùm lùm khùm áo sơ mi áo sơ mi quần tay sơ mi mà bỏ áo trong thùng mà kéo cái dạng nó cũng hơi cao cao á cái này mà nó không phải là cái đó là cái dạng mà kéo quần cao cao không phải là không có đâu nha cái style ngày xưa là như vậy trước những năm 2000 style kiểu như vintage ngày xưa đó là thường là người ta sẽ có cái kiểu mà sơ mi kéo lên kiểu như là là, là mình nó xin lỗi chứ là là, là, là qua đúng luôn gần tới vú luôn á đó Đã, và cái tướng đi lùm khùm lùm khùm như vậy và ở trên đó là đầu hối nha ông tím còn nhớ là đầu thì hơi hối hối và tóc thì bạc kiểu như là ở đằng sau nhưng mà ở trên đỉnh đầu thì nó nó nó, 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 nó không còn tóc nha nhưng mà hai bên cái viền như nè cái viền đầu như vậy nè thì tóc là coi như là bạc phơ luôn mà nó le que le que có vài cọng vài cọng mà bạc hết như vậy vậy nè à thì rất là nhanh luôn có nghĩa là ông tiến ông vừa nhìn qua chừng phải cỡ được một hai giây thấy được cái hình ảnh như vậy là ngay lúc này bắt đầu là ông dũng cũng dòm qua thì ông dũng không thấy nữa nhưng ông tiến thấy thời kiểu như là cùng một thời điểm đó ông dũng không thấy nhưng ông tiến vẫn thấy cái người đó họ đi thiệt là lẹ tại ngôi mộ tại vì lúc mà ông dũng ông chọn cái chỗ đứng chụp á là cách ngôi mộ độ khoảng chừng 3 mét ha cái chỗ mà cao nhất để mà mà có cảnh để mà chụp á cho nó đẹp á đó nên trong vòng 3 mét thì nó đi người ta đi bộ mà gặp bà ma nữa người ta lướt nó rất là lẹ đó thì trong vòng khoảng cách đó là thấy cái người đó họ đi tới ngôi mộ là họ đi xuyên vô ngôi mộ luôn là biến mất tiêu còn ông dũng ông quay lại thì ông không có thấy à đó thì cái lúc đó nó cũng muốn kể dữ lắm rồi nhưng mà người tưởng tượng đi về giống như bây giờ là đang đứng giữa cái căn nhà ma mà kể chuyện ma á thì không phải ai cũng làm được đó nên ông dũng hỏi ừ mày dỗ dai tao hả không có thôi đi 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 nó vụ gì tại sao đi gặp cái gì mà đi nó thôi người ta đuổi rồi người ta nào nó không dám nói thôi không người ta đuổi rồi thôi thôi đó, đi 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 là quay đầu là đi một nước một luôn đó là cái lý do tại sao là mình mình nói về cái cái hành động của ông tiến á, là là lại là làm như vậy á à đó thì khi mà kể lại câu chuyện đó nữa thì ông đầu ông dũng á trời ơi mày sao rồi trời tự nhiên đi cái gặp không khách sạn rồi còn gặp ở trên này nữa nói thôi mày ơi đã tao nói mày rồi đừng có vô mấy cái chỗ ngoan vắng Nói tao sáng tao gặp tối qua tao gặp tao nó sợ lắm rồi thôi bây giờ quyết định thôi đi về đi là đi về kiếm trả phòng mà đi khách sạn khác thì cứ tưởng như vậy là xong rồi ha cái lúc đó đó khi mà về lấy phòng xong tính ở ờ, thôi ra ngày mai chắc là đi về rồi đó tại vì đi hai ngàn đêm mà chụp hình đó mà đi công việc mà đâu phải đi chơi đâu đi ba ngày hai đêm đó nhưng khi mà về dọn đồ xong rồi nó ngang đi qua khách sạn lớn gần gần trung tâm cho nó chắc giá cả thì nọ cũng một bạn nói là lúc thời điểm đó là do là cũng gần gần cái dịp cuối năm đó là giá gần một triệu đồng một phòng đó trời ơi lúc đó là cái tiền lương tiền bổng mà một chuyến đi công tác vậy có vài triệu mà ở hết triệu cũng ngán tiền nhưng mà quyết định vô ở thì khi mà ở như vậy bắt đầu là bạn này bạn mới rút cái thẻ nhớ mới chụp hình ra bạn mới ghim vào trong một cái laptop để bạn kiểm tra hình ảnh kiểm tra lần cuối tại vì ngày mai về rồi là không có quay đầu lại được phải kiểm tra lần cuối thì trời ơi khi mà cầm cái thẻ nhớ ghim vô nha mọi người nha hình nó không phải là nó bị mất hết nó vẫn có nhưng mà bạn Dũng này bạn nói những cái tấm hình mà gọi là ok nhất tấm hình mình chọn là gọi là tấm hình đỉnh nhất á verdest nhất á tấm hình mà mình mình nghĩ trong đầu là nó đẹp nhất á thì những tấm hình nó bị nhòe hết nó bị nhòe những người nào mà có chơi máy ảnh hay là có chơi những cái loại máy quay hay là gì, gì, gì nọ đồ sẽ biết tại vì mình mình cũng có từ, có một thời mình cũng cũng đam mê cái đó mình biết nó nhòe giống như cái kiểu mà mọi người cầm cái máy lên ngồi chụp hình mà khi mọi người bấm cái nút cái cái những cái máy chụp hình nó dởm á hay là cái điện thoại á mọi người bấm cái nút thì khi mà cái ngón tay bấm vô nó, vô nó vô tình nó tác động cái điện thoại mà nó nhẹ nhẹ nó rung nhẹ một cái thì cái tấm mình nó sẽ nhòe nó kiểu như là một cái tác động nó rất là nhẹ luôn đó nên bạn dũng bạn nói là những cái tấm hình nó giống như là khi mình chụp á khi mình chụp là có ai đó mà giống như là lấy cái tay búng nhẹ vô cái len một cái đụng cái len của cái, cái máy chụp hình á đụng nhẹ vô làm cho nó giật một cái nó giật một cái như vậy nè thì nó sẽ bị nhòe như vậy nhưng mà cái người chụp hình sẽ không có nhận ra nhưng quan trọng là một cái như vậy nè bạn lúc bạn là cái người rất là kỹ tính rồi designer chụp hình mà một người cameraman mà lúc nào cũng double check hết Double set có nghĩa là sao là bạn chụp xong một cái rồi bạn nhìn được đúng không? Xong bạn còn cầm cái máy ảnh bạn còn ờ ừ, lại chỉnh qua cái chế độ menu quá cái chế độ mà mà cho coi lại cái hình đó à, library hay cái gì đó kiểu như vậy đó thì bạn còn nhìn lại cái tấm hình đó một lần nữa thông qua cái màn hình của cái máy chụp ảnh á thấy nó ổn thấy nó ok một tấm này được quá trời thôi chắc chắn phải lấy tấm này nè đẹp nè đẹp đẹp thì bạn nói là Trời ơi, chụp cho lịch mọi người người ta in lịch người ta yêu cầu là phải có kiểu như là vài chục tới vài trăm tấm lận chứ không phải là một hai tấm đó nên lúc đó là bạn nói là nguyên một cái ngày đó bạn chụp hình này nọ đồ đó là nguyên một ngày bạn nói là bạn phải nhớ nhớ trong đầu được khoảng chừng mười mười mấy gần hai chục tấm hình gọi là đẹp nhất tấm hình toàn cảnh để mình in cái bìa lịch này nọ đồ đó là kiểu như là tấm hình vó đét nhất á thì toàn bộ những tấm đó nó đều bị nhòe hết nó đều bị nhè nó đều bị mờ hết trơn luôn trời ơi, bạn nói là bạn vừa tức mà bạn vừa sợ nữa nhân bạn mới quay qua bạn nói với tiếng câu như vậy nè thôi chắc tao nghĩ cái con nhỏ mà nó đi theo mày ở khách sạn á chắc là nó đi theo tao với mày nguyên một sáng tới giờ luôn á mày ơi Điều tiếng nó có gì ghê mày bộ mày thấy rồi đó. tao không có thấy nhưng mà mày coi nè sau khi mà tối hôm qua mày gặp xong nha sáng bắt đầu tao mày đi chụp mày nhớ không vườn qua đà lạt rồi rồi mộng mơ rồi quảng trường lâm viên rồi chợ đà lạt ấy những cái tấm hình mà tao ok nhất tao nói với mày đó trời cảnh này đẹp quá tao nói với mày nó mày nhớ không những cái tấm đó giờ mày coi nè lúc mà nhìn trong máy ảnh thì nó không sao nhưng bây giờ đưa vô trong cái laptop nó nhòe hết trơn luôn thì có phải là là nhỏ nó nó, nó theo mình mà nó là dùng từ nhỏ nghe nó có vẻ là nó hơi nó hơi kỳ thị nó hơi xúc phạm một chút xíu nhưng mà tại vì cái lúc đó bạn tức quá bản tức là công sức của mình mình đi từ sáng tới giờ chụp hình đâu phải là 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 việc nhẹ lương cao đâu mọi người đi thấy bà nội luôn trèo đèo lội suối thấy bà luôn mới được chứ bộ đó nên bản tức của bạn cái dụng từ đó nó nhỏ nó theo mà mình từ sáng tới bây giờ mấy tấm hình nó hư hết trơn luôn rồi giờ không biết sao giờ đã rồi bắt đầu hai đứa ngồi bắt đầu cũng trời ơi nó phá ghê trời nó phá gì đâu mà nó phá tới nổi như vậy Đó nên bắt đầu ông dũng mới đưa nó thôi bây giờ nè tại bây giờ phải có hình nộp về cho đó cái tiền không quan trọng ví dụ như mình làm không thành công mình trả tiền ngược về cũng được nhưng mà ký hợp đồng rồi đó nếu mà không làm này nọ đồ người ta đuổi việc người ta ghi vô trong cái hồ sơ làm việc là không có đi làm chỗ khác được đó nên thôi đáng lẽ ngày mai mình dậy mình trả phòng đúng không ngủ nướng tới 12 giờ trưa dậy trả phòng đi về thôi ngày mai chịu khó dậy sớm thêm lần nữa đi đó dậy sớm thêm lần nữa đi chụp ráng đi cả bây giờ ráng đi vớt được kiểu như là gọi là vớt được bao nhiêu vớt á ráng đi chụp lại rồi bắt đầu tới chiều chiều là hai đứa đua về cũng được đó thì công việc mà quan trọng mà nó rồi ok tính vậy đi ha thì rồi đó cái cái lúc này đó bắt đầu là hai đứa sáng hôm sau dậy sáng sớm dậy cũng đi chụp cũng quanh lại chợ đà lạt cũng đi vòng 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 như vậy đó rút kinh nghiệm rồi đã nói là không có đi vào những cái chỗ vắng nữa rồi nhưng mà xui rủi sao á cái lúc này nè bạn dũng bạn mới đi hỏi những người dân địa phương ở ờ à, chú chú con làm bên nghề nhấp ảnh gì nè chú biết gần gần đây có chỗ nào mà nó có cảnh đẹp không thì ông kiếm nói là trời ơi cảnh đẹp bay phải lên mấy cái rừng thông á bay vô cái đường mà đi vô thung lũng vàng rồi là cụ lần đó nó có mấy cái đồi thông Rồi thôi chú ơi con nói thiệt chú luôn á hôm qua con với bạn con đi á hai thằng đi vô trong cái đồi kia kìa có hai cái mộ vắng vắng á lên trên đó tụi con mới gặp ma trên đó nên bây giờ chú biết cái chỗ nào nó hơi khó chút xíu con biết là hơi khó nhưng mà chú giúp con một cái đi chỗ nào mà nó vừa đẹp nha mà nó đừng có vắng quá chú dụ như có nhà dân này nọ lơ thưa cũng được nữa chứ vắng quá tụi con sợ quá nói à bây giờ tao có cái chỗ này nó cũng đông lắm nha là tao nói trước nha cái chỗ này á nó là cái chỗ là cái nghĩa trang rồi nghe tới nghĩa trang là muốn đi về rồi đó <laughs> nhưng mà yên tâm đi, tới nghĩa trang này là bây giờ người việt mình là tới nghề này đi tảo mộ đồ lên đó đông lắm nhưng mà đừng chụp nghĩa trang, mày đứng kế bên nghĩa trang nó có một cái đồi nhỏ nhỏ mà đứng từ bên đó lắm, mày đứng mày nhìn về cái hướng đồi thông này nọ nó đẹp lắm, tao thấy ở đây tụi nó lên chụp hình cưới này nọ đồ nghe nói nghĩa trang chứ không phải, để kế bên nghĩa trang nó có một cái cảnh nó rất là đẹp chụp hình cưới đồ nhiều lắm mà đông người đó, chiều chiều tối tối ít chứ bây giờ giờ này người ta vô người ta tảo mộ rửa mộ đồ này nọ đồ là đông dữ lắm à, rồi bắt đầu cũng à, rồi, kệ đi đi thử đi coi làm sao nghe rồi thì hai đứa bắt đầu cũng chạy xe lúc này là coi như là mỗi người một xe rồi chứ không phải là hai người một xe nữa mới đi lên trên đó mới đi hỏi thăm này nọ rồi bắt đầu là mới chỉ đến chỗ cái nghĩa trang đó thì lại một lần nữa mình nói là nó xui rủi sao á cái nghĩa trang này đúng thật khi mà tới đó đó là nó đông nhưng nghĩa trang này được chia làm hai giống như là hai nghĩa trang nằm kế bên nhau một cái nghĩa trang là của nghĩa trang người đạo phật hay là đạo dân gian hay là sao sao đó thì mình cũng không rõ nhưng mà một cái nghĩa trang còn lại là giống như gọi là đất thánh là thấy tàu thánh giá không có nghĩa là những người mà người ta đạo chúa hay là là đạo kiểu như là công giáo kiểu kiểu như vậy đó Nào, thì nhìn từ xa cái khung cảnh đó, ở bên đây cái, cái, cái cái nghĩa trang của những cái người mà đạo phật hay là gì đó là nó rất là đông người ta tới tảo mộ nọ đồ đó xe không đa nọ xe hơi nọ đồ đông dữ lắm luôn nhưng mà còn bên cái nhánh còn lại đó, là không có một người nào hết cái lý do tại sao thì chắc mọi người cũng biết là tại vì bên đạo công giáo thì thường là người ta không có cái tập tục là uh, tảo mộ này nọ được kiểu kiểu như vậy rất kiểu như là không không có một bóng người luôn mà ác đạn cái lại gì muốn chụp được cái cảnh đẹp là phải đi qua bên cái chỗ nghĩa trang á mà của đạo công giáo á à nó có cái 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 đồi mà ông đó ông nói á là nó kế bên nghĩa trang của đạo công giáo chứ không phải là kế bên nghĩa trang của bên cái người đạo phật bên này đã nên hai đứa cũng ớn 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 rồi nhưng mà nó thôi chụp cái này xong là đi về nè chụp cái này xong là quay đầu đi về liền bây giờ lỡ tới đây rồi chạy từ trung tâm đà lạt đi ra tới đây mười mấy cây số rồi không lẽ giờ không chụp được tấm nào kệ đi dù sao có tao với mày ông bắt đầu á là ông dũng nói với mày nè mày thấy cái gì mày nói tao liền đừng có giấu nữa nha 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 tiếng mày thấy cái gì là mày nói tao liền để biết anh em mình lên xe mình đi về liền chứ bây giờ lỡ rồi biết sao giờ rồi cũng ok bắt đầu là hai đứa mới gửi cái xe ở ngoài cái chỗ chỗ đông người mà người ta tới tạo tổ mộ đó Dựng dưới xe đó bắt đầu hai đứa đi len 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 len, đi qua bên hướng bên kia bắt đầu là mới đi bộ lên trên đồi à, cái đồi nó cũng thấp thấp thôi chứ không có cao lắm đi lên trên đó bắt đầu đứng cũng chụp hình này này nọ nọ kia thì đang đứng chụp một chút xíu á bắt đầu á cái ông tiến này bắt đầu ổng mới khều khiều ông nói ai dũng ơi dũng tao mày 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 dòm cái này thử coi có phải là ma không nói một câu vậy luôn á nói Ê, mày mày dòm thử cái này coi phải là ma không mày thì đang đứng đưa ống kính đang chụp bạc, bạc 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 gì, nghe nghe bạn mình nói cũng hết hồn nó cái gì ghê không đó, nó, thấy nữa hết trời bắt đầu là mấy kiểu đau đau đâu mày chỉ đâu coi thì bắt đầu ông tiến ông mới nhìn ông mới chỉ thì khi mà nhìn như vậy thì nhìn theo cái hướng tay của thằng tiến nó chỉ thì bạn này là thấy nó chỉ trong bên cái, cái cái nghĩa trang của bên bên đạo công giáo thì bằng dũng mình cũng cố gắng bạn dòm 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 tại vì con mắt của một cái người mà chuyên gia chụp hình đó là người ta nhìn kiểu như nó rất rất là kỹ kiểu như nhìn 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 không thấy một người nào hết nó ta không có thấy ai hết trơn nha đã bắt đầu ông ông dũng nó mới rồi ốm tiếng nó rồi thôi mày không thấy ai là đúng rồi đi 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 về đi Mai rồi mai rồi chụp được chưa chụp được chưa rồi, chụp đúng được mấy tấm mà đi đi đã thì khi mà dòng ngược trở về xe leo lên xe rồi bắt đầu là nó mới gặp cái gì mà nói tao nghe thì ông tiếng nói tao nãy tôi nhìn là tao thấy nguyên một cái nhóm người luôn rất là đông khoảng cỡ mười mấy người già trẻ lớn bé gì cũng có trơn á mà mỗi người đứng ngay một cái mộ không phải đứng trên mà là đứng kế bên một ngôi mộ mỗi người đứng kế bên một cái ngôi mộ cái tay á thì để giống như là cái tay họ để thõng xuống họ đứng đứng một cách nó bình thường mà chỉ có cái đầu là cúi xuống như vậy thôi mỗi người một ngôi mộ nha mà già trẻ nam nữ lớn bé gì cũng có thể nhìn mới vừa nhìn một cái thì kiểu như là mình không có, có có, biết được chỉ là nhìn sơ một cái thôi là kêu là quay qua kêu ông dũng liền á thì khi mà ông dũng ông nghe được vậy thì ông cũng ớ rồi thôi, 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 đi, đi đi, đi về cũng đi à thì khi mà rất là may mắn thì khi mà về đến sài gòn thì lục lại những cái thể nhớ thì à, nói chung là cái cái những cái ngày chụp cuối cùng á thì những cái tấm hình nó vẫn còn ok cũng không có gì hết à rồi thì, thành ra là cũng có cái để mà nộp cho bên uh, ban biên tập bên nhà báo luôn ha mọi người ha là kể từ đó tới bây giờ thì à, bạn dũng bạn nói á thì đương nhiên cái nghề của bạn mà chụp hình này nọ thì không đâu mà phong cảnh nó đẹp như là ở đà lạt mà nó rất là gần sài gòn nữa đó nên vẫn đi tới đi đu trên đó chỉ rút kinh nghiệm là ở khách sạn đừng có xa trung tâm quá còn riêng về ông tiến kia là tới bây giờ luôn nha rủ đi cái là chửi đó <laughs> cứ rủ đi đà lạt lại chửi không có dám đi à, chắc là do ông tiến kia là ổng quá yếu vía nên là mới mới mới, bị như vậy đó ha mọi người ha Thôi rồi đó là cái công việc đầu tiên nó cũng hơi dài dài chút xíu nói về cái hành trình mà đi chung với một cái người mà gặp ma một cái cảm giác nó nó nó, nó vừa sợ mà nó vừa mới lạ nha bản thân mình gặp ma thì đương nhiên là sợ rồi mà mình đi chung với một cái người bạn của mình mà nó gặp ma nó đi tới đâu nó gặp ma tới đó mà nó kể cho mình nghe thì nó lại càng khá là ghê ha mọi người ha được rồi, bây giờ là mình sẽ uh, hết câu chuyện đầu tiên. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của những người uh, tiếp theo ha mọi người ha. <laughs> thì trước khi qua những câu chuyện người tiếp theo thì mình cũng xin nói chút xíu nha. Tới bây giờ nghe tới đây rồi thì mọi người nhớ bấm giúp mình một cái nút like nha. Tại sao gần đây á mình yêu cầu like nhiều như vậy? Thì để những người nào chưa biết thì like cái YouTube cái cái, cái, cái um, thuật toán của YouTube mà video càng nhiều lượt like thì sẽ càng phát thì kiểu như là họ sẽ ưu tiên nhiều hơn và nhiều người lạ người ta thấy được mình nhiều hơn đó thì khi mà người ta thấy được mình người ta nghe lỡ đâu người ta không thích thì thôi còn nếu mà không thích thì chửi <laughs> còn nếu mà thích đó thì người ta lại gửi chuyện về một cái câu chuyện của một người khán giả gửi về là nó quý báu vô cùng tận đó nên mọi người một cái nút like mà đổi được một cái câu chuyện là nó rất là một vốn mà một chục cái lời luôn đó nên đừng có tiết kiệm làm gì một giây kéo xuống bấm cho mình cái vô cái ngón tay vậy nè mọi người ha đó bấm ngón tay like giúp mình cái chứ đừng bấm ngón tay ngược lại là chết luôn nha <laughs> thôi rồi bây giờ là mình sẽ qua Đến câu chuyện của những người à, tiếp theo ha thì câu chuyện của người tiếp theo này á, là một à, bạn tên là nguyễn anh quân bạn đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma của mập của mình thì à, bạn quân bạn có nói câu chuyện này á, là do chính ông cố của bạn kể lại cho bà ngoại của bà ông ngoại của bạn nghe thôi chứ lúc đó là bạn còn chưa có sanh ra đời nữa cái lúc đó là như vậy nè, lúc đó thì à, cái thời điểm đó nó là ông cố á, là bị trải qua một cái cơn gọi là thập tử nhất sinh, cái năm đó là ông cố được khoảng cỡ đâu sáu mươi mấy tuổi mọi người, thì à, trong một cái lần thì do là nói chung là cũng do ông cố là ông cũng ủy y vô sức khỏe, mặc dù là tuổi lớn rồi nhưng mà ngày xưa nha những người mà sáu mấy tuổi có sức khỏe tốt hơn là những người bây giờ rất là nhiều, mình không biết lý do tại sao chắc ngày xưa người ta cũng đi lao động này nọ đồ nhiều lắm đó nên nói gì nói chứ thì kiểu như mình thường ừ thường chắc mình làm được chứ cái đầu của mình nè mình suy nghĩ như vậy nên trong một cái lần hôm đó là ông cố có um, kiểu như đi cũng đi xịt cá xịt tôm hay là đi đêm đi hôm đó rồi gặp trời mưa trời bão mà cứ để mình không phay 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 phay, đi mà không có mình trú mưa gì hết á thì sau cái đợt đó về bắt đầu là ông cố ông bị bệnh phải nói về người ông cố ông cố là một cái người mà hầu như là nói là gặp mai gặp cỏ thì ông cố nói là ông cố chưa bao giờ gặp lần nào nhưng mà do từ ngày xưa đến bây giờ rồi nó thành ra là cũng không có sợ đâu à nói hù ma hù quỷ ông cố là ông cố không có sợ đâu nhưng sau cái lần đó là đột nhiên cái là tới khi mà ông cố qua đời luôn á là ông cố rất là sợ ma luôn nha mọi người thì đêm hôm đó khi mà bệnh về rồi bắt đầu là nằm coi như nằm liệt giường nha à, nằm liệt giường luôn bệnh nặng quá trời nặng rồi thì trong quá trình đó thì bắt đầu là có lúc đó là bà ngoại là con của ông cố là đã lấy ông ngoại về rồi thì hai vợ chồng bắt đầu cắt cử nhau rồi đó để chăm sóc cho ông cố à thì ông ngoại vô tại vì ông ngoại là rể mà ông ngoại là con rể của ông cố mà thì khi mà ông ngoại chăm sóc á thì ông cố không có nói gì hết trơn á nhưng cho tới khi mà bà ngoại chăm sóc á thì ông cố thường hay nói nó nó hay nói như vậy là mới đầu tiên là nói như vậy là đưa vô lúc đó tại vì còn yếu mà cứ đúc cháo cho ăn cái bắt đầu ông cố hỏi ờ, nó đâu rồi bay ờ, nó đâu rồi bay thì ông kiểu như bà ngoại cứ hỏi nó à chồng con đi làm cứ tưởng đâu là ông cố hỏi chồng ừ ờ, nó đâu rồi bay nó còn ngoài đó không nó còn đó không nó đâu rồi nó đâu rồi à thì bắt đầu bà ngoại cũng cho à, nó đi làm rồi chồng con đi làm rồi này nọ rồi nói là, đừng cho nó vô phòng đau nữa ngan, đừng cho nó vô phòng đau nữa ngan. À, thì khi mà bà ngoại nghe như vậy bà ngoại nói, Ủa không lẽ uh, chồng mình nhiều khi uh, cũng mới vừa lấy về mọi người. Thời điểm đó ông ngoại bà ngoại còn trẻ lắm, mới vừa lấy tại vì ở rể nha. À, lúc đó ông ngoại ở rể thì chẳng lẽ giờ mới lấy về cái giờ uh, ba đổ bệnh, Thành ra ông ngoại mỗi lần chăm sóc thì uh, kiểu như là đàn ông đàn an mà tay chân đâu có khéo léo mềm mại như phụ nữ đâu không biết làm gì mà để cho ông có ông giận dữ ông không 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 cho về nhà luôn đã rồi tới chiều tối hai chồng ngủ chung với nhau thì bà ngoại cũng hỏi nữa anh bộ anh đút cháo này nọ đồ có làm gì ba hôn mà sao ba không cự nói anh có làm gì đâu anh cũng trời cũng thương ba như ba gột anh mà coi sao tự nhiên hồi chiều ba cứ đuổi anh đi ba cứ đuổi anh đi không có cho anh vô nhà cái đầu đầu để mai mình dẫn em qua luôn ba mặt một lời coi làm sao thì như nào tới khi mà ông ngoại đi vô á, lúc đó là bà ngoại núp ở ngoài cửa để dòm thử coi làm sao ông ngoại đi vô á, thì ông cố cũng hỏi lúc này ông cố hỏi nha ủa nó đâu bay N nó còn ở đây không N nó 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 đâu rồi yếu lắm nói, nói mình nói như vậy là mình nói cho nó lẹ để cho mọi người dễ hiểu đó. chứ còn mà ở nhà kể lại lúc đó là lúc đó là nói cái giọng đó, nó nó thôi thớp thôi thớp dữ lắm kìa khó nghe dữ lắm luôn ông ngoại phải kề sát cái lỗ tai vô cái mỏ vậy nè bắt đầu mới nghe được nó nói, à vợ con hả vợ con nay ra ngoài chợ bán bơi đừng cho nó vô đây nữa nghe không đừng đừng đừng, đừng 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 cho nó vô đây nó nó ghẹo tao hoài à nó, nó nó chọc tao hoài à cái bắt đầu ông ngoại mới dòm dòm ra mới dòm bà ngoại một cái đó. đó lúc đó là cũng ra cũng bắt đầu cũng nói lại tại vì bà ngoại đứng ngoài không có nghe được nên nó mới nói ừ ba cũng nói là không có cho em vô nhà nó không kỳ ta không lẽ giờ ba ông nằm chỗ ông sanh tật cái ông đuổi hai vợ chồng mình ra khỏi nhà bây giờ đuổi thì cũng dễ đi mà giờ đuổi đi rồi thì bây giờ ai mà lo cho ông, ông cố đâu à sau đó bây giờ thử một hai bữa sau thử hai vợ chồng vô luôn cả hai vợ chồng đều vô bắt đầu nắm tay ông cố rồi người bóp tay bóp chân người đút cháo cho ăn này nọ được kiểu vậy ông cố cũng hỏi ủa hai bay tụi nó đâu rồi tụi nó đâu rồi cái đám tụi nó đâu rồi cái, lúc này là nó được cái chữ đám nha cái đám tụi nó đâu rồi nói dạ đám nào ba có con với vợ con ở đây vợ con đang bóp chân cho ba con đang đút cháo cho ba đám nào cái cái cái, cái lũ nhỏ đó cái, 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 cái lũ nhỏ tụi nó đâu rồi tụi nó đâu rồi trời ơi lúc đó khỏe vậy tại vì đi thời điểm đó là cũng khỏe khỏe bớt 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 chút xíu bay mà đi một cái ngăn nó ginh tao nó bỏ ra xuống giường khi nào bay về á hả nó ginh tao ngược lại lên trên giường vậy đó từng chân chân tay tao nó nhức dữ lắm luôn bay coi bay đuổi nó đi đi bay đừng cho nó ở nhà nữa nó đám con nhà nào vậy nó mất dạy lắm nó ginh tao nó bỏ xuống giường vậy nó ngang nó cười nó giỡn nó cười giỡn rồi lúc này tao nói nghen tá quả hết trơn tại vì thật sự lúc đó là không phải là là không muốn chăm sóc mà tại vì nghèo nàn đơn sơ quá đi nên thành ra đôi khi có công việc phải hai vợ chồng cùng đi luôn phải để cho ông cố ở nhà mình biết là bệnh tật ở nhà mình nó không có nên nhưng mà thôi cũng ráng ráng đi ra đi làm độ khoảng chừng 1 tiếng hai tiếng tranh thủ chạy về thăm nơm ba liền chứ không phải là bỏ rơi đâu đó thì lúc này bắt đầu ra nói cái gì em không lẽ mấy đứa nhỏ tại vì ngày xưa mấy đứa nhỏ nó cũng vậy chờm sớm này nọ mấy đứa năm bảy tuổi rồi chín mười tuổi nó cũng nhiều nó biết mình đi rồi đó tại vì á biển cái gì nè lúc mà ông cố còn sống á oh, ô phải xin lỗi xin lỗi rất xin, xin lỗi rất là nhiều lúc mà ông cố còn khỏe thì ông giống như ông đi ông là mấy đứa nít sợ ông lắm ông đi ông hay giống như là ông la đứa này ông la đứa kia ông trịnh thượng tại vì người ta lớn tuổi mà đó nên nhầm khi á, sợ nhiều khi mấy đứa nhỏ nó ghét ổng rồi ở đây mình nó, nó nó canh mình hai vợ chồng đi cùng lúc cái nó chạy vô nó nó rinh ổng xuống giường rinh lên vậy Nói, trời ơi, vậy chết người chứ không phải giỡn đâu ban bệnh yếu mà rinh lên rinh xuống cho rinh nằm đất hơi đất nó lên là, là chết này nọ đồ chứ đâu phải giỡn đó thì hai vợ chồng cũng tức mình lắm ngang cũng đi vòng vòng cũng hỏi người này người kia qua chòm sớm thì đương nhiên hàng xóm tao binh con người ta ta nó cũng nói đâu có đâu hỏi mấy đứa nhỏ thì bây giờ có đi chăng nữa nó cũng chói bay bãi nó cũng nói không có đó nên không còn cách nào khác thành ra là cả hai vợ chồng bắt đầu là mới cắt cử nha à để thôi bây giờ phải canh thôi bây giờ kệ đi kiếm ít lại một chút không sao, có lo cho ba mà. Đó là không có một giây phút nào mà rời khỏi ba hết trơn. Lúc nào không chồng thì vợ, không vợ thì chồng. Phải cận kề kế bên ông cố như vậy. Thì rồi cái bữa hôm đó, đó bà ngoại đi về. Bắt đầu là ông ngoại mới kêu vô, đó, nói em ơi. Cái này anh nghĩ thôi, mấy đứa nhỏ không có vậy đâu. Anh nghĩ uh, ba chắc ổng uh, không có qua khỏi đâu. Chắc dài bữa nữa hả. Nói trời anh nói gì kỳ với anh thôi mình còn nước còn tát anh ơi biết là ba yếu mà anh đâu có nói vậy mà ba nghe ba buồn nó không phải ba ba ngủ ba không nghe đâu tại vì em biết sao không dân gian đồ người ta nói nó nghe người già nó nghe mà gần đất xa trời đó mà gặp ma gặp quỷ á, là cái ngày ra đi á, nó còn ít lắm em nó sắp tới sắp ra đi mới gặp ma gặp quỷ sao em nói anh nói gì kỳ vậy sao gặp ma gặp quỷ gì nói, trời ơi nãy mới tức thì nè anh mới vừa đút cháo cho ba ăn này nọ đồ xong như ba cũng nấu vậy đó nó nói, tụi nó đâu rồi đuổi tụi nó đi nó ba ừ nó à, anh cũng ừ, ừ anh nói anh đuổi rồi anh nói anh qua anh nói cha anh nói mẹ là rồi xong rồi đó thì ăn hết tô cháo anh mới vừa quay xuống dưới bếp anh cất cái tô anh nghe hả ba ông la hời hợi hời hợi hợi trên này nè rồi anh vòng anh vòng anh vòng, anh vòng ngược chứ lên anh mở cửa anh thấy ba ông nằm dưới đất đó em dù như nói ba lăn xuống là không được tại vì ba ba nằm có một chỗ gì đó nghe mà khi mà ba nằm xuống dưới đất á lúc mà ông nằm dưới đất là nằm luôn cái tấm chiếu luôn mọi người tưởng tượng không có nghĩa là người ta rinh á mấy đứa mấy đứa quỷ đó mấy đứa nhỏ Dông nhi đó là nó rinh ổng nó ginh luôn cái tấm chiếu luôn nó rinh ổng tấm chiếu rồi cái gối này nọ đồ là nó rinh nguyên một cái tấm chiếu nó rinh ổng xuống như vậy luôn nè ở dưới đất là có chiếu có gói nằm hẳn ngồi, Ông nằm ông nằm ngăn nắp ông nằm gì nè bắt đầu ổng mới la ổng mới nói vậy sao á mày mày nói mày, mày mày mày, đuổi đi rồi mà, mà nó vô nó mới rinh đau đất nè nó mới ginh đau, nó quăng đất đập cái nè nó đâu rồi nó đâu rồi đã mặc dù là nói năng được rồi nhưng mà ba vẫn chưa có đủ cái, cái ông cố vẫn chưa có đủ sức khỏe để mà ngồi dậy đâu coi như nằm chết chân chỗ rồi chứ nếu mà ông cố mà ngồi dậy được rồi tụi nó đâu có giống vậy đó thì bắt đầu ba bắt đầu ông ngoại ở đây bắt đầu thấy cũng <laughs> hơi ghê ghê rồi nha bắt đầu là cũng biết biết ở nha thôi cũng ráng cũng trời ơi để mà ginh được ông cố lên mặc dù ông cố lúc là bệnh thiệt nhưng mà ông cố được cái nặng xương mặc dù bệnh nằm chỗ gì đó nhưng mà cũng phải là hàng sáu hàng bảy chục ký một mình một mình ông ngoại mà ông ngoại ginh ba lên ginh ông cố lên trên giường mà nó khó khăn trần ai đó nghe đó rồi phải lót chiếu xuống rồi nọ đồ trầy ra da tróc dãy hai ba chục phút mới được vậy mà mới cầm cái tô chạy xuống bếp trở lên ba nằm dưới đất rồi thì cái đó người nào mà làm cho lẹ được vậy mọi người đúng không mà trong phòng nó đơn trong phòng nó không có cửa kiểu như là cửa nẻo rồi nọ đồ thì làm sao mà chạy đâu thoát thì chỉ có thể là ma là quỷ thôi à, nhưng lúc này á là ông cố ông không biết quan trọng cái là ông cố ông không biết cái đó là ma ông chỉ tưởng là, là lúc mình còn khỏe mình hay ký đầu mấy đứa nhỏ trong xóm mình trịnh thượng tụi nó cái tụi nó làm này làm đó đã nhìn rồi thì xong cái vấn đề đó bắt đầu là bà ngoại á mới vô canh ba thức mới hỏi nó ừ, ba ba có 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 dòm có dòm được thấy cái cái mặt của tụi nó không À làm bộ hỏi vậy đó thử coi ba còn tỉnh không đó nghe. Ba có thấy được cái mặt của tụi nó không? Mặt đứa nào đó hôm qua con cự tụi nó còn biết Phải con nhà nhà tài không? Nhà phai phải nhà ông ông, ông bảy heo rồi nọ đồ không? Thì ông cố mới nói như nè. Tụi nó à, không có cái mặt. đó nói gì đó nói cái giọng yếu ớt mà giống như vừa nói thì suy nghĩ tuổi à, 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 Tụi nó à, à, không có cái mặt tao tao nhìn không không thấy cái mặt đâu hết chân á mà ha đứa nào đứa nấy á nó nó chẩn chuồng à nó chẩn chuồng à mà nó nó cái đầu á nó nó chọc lóc à mà nó 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 leo vô tự trong này nè nó leo vô tự trong này nè nhìn qua thì đó là một cái khung cửa sổ nhưng cái khung cửa sổ là được làm những cái sông những cái sông bằng cây thôi chứ không phải bằng sắt đâu những cái sông cửa sổ như vậy nè con nít đúc cái đầu qua không lọt á mọi người cái, 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 khung cái hai cái sông nó sát sát nhau mỗi lần nó sát nhau chừng uh, gan tay gan tay như vậy nè thì làm sao mà một đứa con nít gan tay đưa đút cái đầu vô sao mà vừa đó thì cái lúc đó thì biết rồi lúc đó là càng khẳng định thêm là ma tại vì ba ông ngoại ông cố nói rõ ràng là chui từ trong này chui vô mà mà làm sao mà chui được đó là kiểu như vậy cả nhà này nọ đồ cũng rất là lo lắng lúc đó thì thật sự là ông ngoại nói ông ngoại bà ngoại nói lại là cũng chấp nhận thôi tại vì không có tiền đâu mà để kêu mà thầy bà rồi trị ma trị quỷ chỉ biết là sớm ngày thấp nhang rồi này nọ nọ kia thôi chứ con không biết sao giờ nhưng mà đòi đắp khoảng chờ, chừng hai ba tuần lễ sau là cứ liên tục vậy nha cứ gặp ba là ba cứ nằng nặc nặng nặc nặng, nặng, là đòi đuổi đi mà cái bệnh tình của ba nó ngộ lắm mọi người lúc lên lúc xuống y như là cái điện tâm đồ lúc có ngày ba khỏe lắm mà ráng rượng là coi như ăn cháo mà ngồi vậy được luôn nha à, đỡ vậy ngồi vậy nè ăn cháo này nọ luôn nhưng có bữa đỡ hoài ngồi không được là bệnh yếu nói chuyện không nổi có bữa thì nói rành rành ừ tụi nó đuổi tụi nó đi đi kiểu kiểu như vậy á tới thời điểm đó luôn là ông cố vẫn chưa biết cái đám nó lẩm ma à đám ma quỷ nào không biết luôn ông ngoại, ông ngoại ông ngoại bà ngoại giấu luôn à. là bệnh tình cứ lên xuống lên xuống lên xuống như vậy á nhưng mà rồi độ khoảng chừng hai ba tuần lễ sau là có một cái kỳ tích xuất hiện lúc đó ông bà ngoại cũng chới giới luôn á tối đang nằm ngủ như vậy nè tới khoảng chừng bốn năm giờ sáng nè nghe tiếng gõ cửa cực cực trời ơi tôi nói ông ngoại sợ ông ngoại bà ngoại sợ nó không lẽ giờ nó nó ghẹo nó ghẹo ba nó ghẹo ông cố xong vậy nó qua nó ghẹo tới mình luôn rồi nó gõ cửa mình chứ ông cố đang bệnh nằm chỗ mà đi ông nổi mà ngồi với ông được sao đi nổi đó nhưng mà gõ cửa hồi cái bắt đầu là nghe tiếng ông cố kêu Quay ơi ra nấu gì tao ăn đói bụng quá nghe rõ ràng giọng ông cố như vậy nha cũng không dám bước ra nhiều khi nó ma giả dạng trời ơi, ngày xưa rừng thấy nước độc ma giả dạng người ta đi cời cờ ngoài đường nó bình thường đã nên cũng ráng cũng mò mò đi ra mở cửa hé hé ra giờ thấy ông cố đang ngồi chăm trà đã đang ngồi chăm đang ngồi ghế chăm trà hớp trà đó trời ơi trà gì đâu mà nó lợt nhách đi con ấy rồi con hai rồi ở đây nấu miếng nước sôi chăm trà cái không cái giọng nghe nó khỏe ru vậy đó luôn nghe bắt đầu mới dám đi ra nó ủa ba 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 đi lại được rồi hả ba 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 khỏe rồi hả nó ừ ừ tao khỏe rồi tối hôm qua nhỏ kia nó nó dẫn đám nhỏ đi tao khỏe rồi Ủa nhỏ nào ba nó bay ra chăm chài này nọ đâu trời thấy tao khỏe rồi bay không mừng đâu bay muốn tao nằm chỗ nữa hay cái gì nó, dạ 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 rồi cũng ngồi phai trà thì ông ngoại ngồi nói chuyện con rể với lại cha uh, vợ đó ngồi nói chuyện nhau thì bắt đầu mới hỏi chuyện bắt đầu á trời ơi tao không nghĩ hả mấy tháng này hả? cái đám mà nó quậy tao á nhân là ma mày ơi à, lúc đó là ông cố tự nói luôn chứ không có cần mà phải ông ngoại nói đâu nó dạ dạ tụi con cũng biết mà tụi con sợ nói ra cái ba cũng sợ thì nọ đâu nó trời ơi tao nằm chỗ lúc đó tao có biết cái gì đâu nó cứ đinh lên đinh xuống này nọ đâu nghe em cái tối hôm qua cái tao đang nằm vậy nè cái tự nhiên nửa đêm cái tao giật mình vậy cái tao mở mắt ra tao dòm à, tao mở mắt ra tao dòm cái tao thấy có ông bà đàn bà bà đó cái ông nhỏ đó chắc cũng còn nhỏ ý ông cố nó còn nhỏ nó cũng còn nhỏ nhưng không có nghĩa là là con nít nha con nhỏ đó con tại vì ông ông cố thời điểm đó là sáu mươi mấy tuổi còn nó còn nhỏ là cái bà đó bảo khoảng chừng kiểu, kiểu như là ba mấy ba mấy bốn mấy gì đó đó có ông bà có ông nhỏ đàn bà nói gì đó là đứng ngoài cửa sổ á ở đứng cái nó dòm ta nó, nó, nó cứ dòm 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 ta mà nó cứ cúi cứ, cứ, cứ cái đầu giống như là nó muốn xin lỗi tao nghe gì á cái tao lúc đó tao ngồi đâu có được đâu cái tao cũng cứ dòm dòm cái tao thấy đâu sau lưng nó trời ơi mấy cái đám nhỏ mà nó ginh sao nó quăng xuống giường nó nghe nó đứng lúc nhúc lúc nhúc sau lưng nhỏ đó vậy đó cái nó đứng cái bắt đầu nó, nó khoanh tay lại cái nó cúi đầu nó nó cúi đầu nó xin lỗi tao gì nè không có nó xin lỗi mà kiểu như là khoanh tay lại cúi đầu xuống như mày nè cái nguyên một cái đám nhỏ đứng đằng sau cũng khoanh tay lại cũng cúi cái người xuống như vậy luôn đó cái bắt đầu là nhỏ đàn bà nó nó dẫn nguyên đám nhỏ đi luôn Ừ. thì khi mà nguyên khi mà cái bà đó bà dẫn nguyên đám nhỏ đi tôi thấy trời ơi nó tay chân của tao sao mà nó nó nhẹ nhõm nhẹ nhõm cái tao thử tao bật tao ngồi vậy được cái tao thấy tao ngồi vậy được cái nó 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 khỏe ru luôn đó mà cái miệng nó khô kiểu như là nó khô của họng nó khát nước mà mọi người lúc nằm chỗ mớm nước mớm lận muỗng 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 chứ đâu phải được uống uống à, 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 uống uống cho đã giống như người khỏe mình đâu đó nên thành ra là cái cổ nó khô dữ lắm rồi đi ra bắt đầu mới kêu tụi bay ngồi dậy bắt đầu là chăm trà hoa trà đó là lúc đó mà ngay cả cái bà đó nhân ông cố ông nói là ngay cả cái cái người phụ nữ đó cũng không thấy được cái mặt luôn giống như là không có cái mặt nó kỳ lắm kìa không phải là ờ à, là giống như mình nói là ma vô diện là sao là cái mặt cái bản mặt thì có thì gọi là cái bản mặt thì có nha mắt mũi miệng không có thì gọi là ma vô diện còn ông cố nói là không có thấy được cái mặt nó kỳ kì lắm kìa nó cứ đen nó, nó đen thùi mà nó sâu thẳm vô như luôn á giống như ở à, mình đứng mình che mình che cái mặt mình lại vậy là mọi người không có nhìn thấy được đó đó kiểu kiểu gì nè đó là nó cứ tối tối mà nó nó, nó nhìn nó kỳ kì lắm kìa đó là là là, là như vậy thì sau đó bắt đầu là ông cố ngồi ông uống xong bắt đầu <laughs> ông mới nói thôi để, để, tao khỏe khỏe bay coi dẫn tao đi chùa ở chuyện cúng người ta thôi chắc cũng ông bà phù hộ mới sống được á chứ tao tưởng nó làm tao thêm vài bữa nữa chắc cái tao chết luôn À thì rồi thì lúc đó là bắt đầu là coi như là ông cố đồ khỏe mạnh lại mọi người biết không? Thì đương nhiên ông cố được sống được tới khoảng cỡ hơn 10 năm nữa. Hơn 10 năm nữa là lúc đó là mà mẹ của các bạn gửi chuyện này nọ đồ xanh ra luôn rồi nha. Đó là ẩm cháu cố được khoảng thời gian cũng vài năm trời mới đi. Lúc đó là khi mà ông cố đi là bảy mươi mấy tuổi mọi người. bảy à, mươi mấy tuổi rồi mới đi coi như là sống mà thọ tới nổi như vậy luôn đó à, thì trong khoảng thời gian đó là ông cố là tự nhiên bắt đầu là trầm cái tính lại trầm tính lại hỏng tại vì lúc mà lúc trước á trước cái năm 60 mà trước khi cái, cái 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 vụ đó xảy ra đó là khá là hống hách thật sự là nói mà cái chữ hống hách mà dùng cho cái người lớn tuổi thì nghe nó hơi kỳ nhưng mà thật sự là như vậy không có biết sợ trời sợ đất dưới chân nhang chùa nhang bọng là không thấp một nén luôn á rồi mấy đứa nhỏ là hay rồi kiểu như là cự lúc mà trong tuổi thơ mùi mình biết thế nào trong tuổi thơ mọi người cũng sẽ có một hình ảnh một cái ông già mà gọi là là khắc <laughs> dịch là này nọ là mình cũng có thì đó mọi người cứ lấy cái hình ảnh đó mình mọi người gán ghép vô cho ông cố lại như vậy luôn mặc dù bạn này bạn gửi chuyện nhưng mà ông ngoại bà ngoại nó không có cần giấu à tại vì cái tánh của ông cố ngang tàn xưa giờ rồi mà được cái thương con thương cháu trong gia đình mà tại vì ngang tàn đó giờ rồi quen rồi à, nhưng sau cái vụ đó rồi là tôi nói nhưng Thiền từ này nọ gặp ai cũng là lâu lâu rồi ông cố thời điểm đó là coi như hết làm ra tiền rồi không có dám đi đêm đi hôm mà giống như lúc còn ấy ở đâu đó là hay kiểu như xin tiền xin tiền của ông ngoại bà ngoại này về cho ngày xưa mấy cắt mấy hào đó lấy tiền để làm gì mọi người lúc đó ông cố đâu có xài gì nữa đâu đi ra ngoài chợ mua kẹo mua bánh này nọ rồi đó về cho mấy đứa nhỏ này nọ đổ trong sớm giống như là thành một cái người đổi khác luôn nha mọi người nha chứ không có còn như là ngày xưa luôn đó là tới tận khoảng cỡ hơn 10 năm sau thì ông cố mới mà bị một cái cơn bạo bệnh và bắt đầu là mới 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 qua đời đó mọi người À rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay mọi người ha cũng khá là nói chung là không ghê thì nó cũng không ghê lắm. Nhưng mà nói về cái chuyện mà tâm linh nó là như vậy con. Về cái cái nhóm mấy đứa nhỏ đó rồi cái cô phụ nữ đó là ai thì ông bà ngoại nói chung là À, cho tới khi mà ông cố mất luôn á thứ nhất là ông không không có thời gian thứ hai là cũng không có dám nữa để mà đi tìm hiểu lý do tại sao là như vậy thì um, theo như bản thân mình nếu như mà hỏi ý hỏi ý của mình đó nghe thì mình chỉ nghĩ là thôi chắc là do lúc đó ông cố á kiểu như là cũng gọi là thập tử nhất sinh mọi người lúc đó là giữa ranh giới mà sống chết đó là nó mỏng manh quá thì thường là những cái vong cái vía này nọ đồ họ mới tới mà họ để mà chiêu ghẹo mình cũng hay nói đó tại sao có những cái vụ tai nạn nó xảy ra những cái gì mà khi người ta đang hấp hối này, nọ đồ đó thì có những người người ta thấy là có rất là nhiều người đứng xung quanh của mình mà không có không chân mặt đất là thấy ma đó là bởi vì giống như một người ờ à, là như một người tưởng tượng giống như là một cái lớp học cái hôm đó mình à mình nghe bài giáo viên chủ nhiệm kêu ừ hôm nay là có uh, đứa học sinh mới vô nè nọ là mình ngóng mình ngóng mình chờ thì nó bước vô cái mình giờ ô thằng này nó mập quá này kiểu kiểu vậy thì họ cũng giống vậy họ biết à gần đó nó họ gần đó là có một cái người đang sắp mất nè họ mới tới họ coi họ dòm họ dòm mỗi ngó để vì họ biết là cái người này khi mà tắt thở rồi là sẽ xuống sẽ làm bạn với họ kiểu kiểu như vậy thì mấy đứa nhỏ nó cũng vậy luôn đã có thể là như là nhiều đám nhỏ nhiều mấy mấy đứa nhỏ như vậy biết được ừ ông cố đang thập tử nhất sinh như vậy nó tới nó ghẹo à, nó tới nó chọc nó ginh ổng lên nó ginh ổng xuống nó quậy ổng vậy là để cho ông đi sớm sớm đi xuống chơi với nó kiểu như vậy à, nhưng mà trời độ hay là ông bà thương hay sao đó, thì ông cố không có mất vào thời điểm đó và cũng rất là không phải không phải nói gì nữa mà phải nói là cái người phụ nữ đó là ai là mẹ của đám đó Hay là một cái người nào đó Ở dưới đó hay sao đó Là đã đứng ra Để mà kiểu như là Rầy tụi nhỏ Không cho tụi nhỏ Rinh nóng lên Nóng xuống nữa Đó nên ông cố Mới sống được thêm Một khoảng thời gian Rất là dài nữa nha Chứ nếu mà không Có người phụ nữ Nó xuất hiện Thì mình nghĩ là khả năng cao là cũng không có ông cố sẽ không sống được thêm nữa ha mọi người ha đó, đó là như vậy nha mọi người thôi rồi đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn hôm nay thì mình biết là mình kể nó hơi ngắn ngắn chút xíu à, mong cả nhà thông cảm nha à, lâu lâu thì mình cũng là như vậy mình cũng cũng rất là cố gắng mình kể những câu chuyện dài cho mọi người nghe à, tuy nhiên thì cái giọng của mình đó, nó nó giọng mình cũng là con người chứ không phải là siêu nhân lâu lâu là à, kể năm bảy tập dài là nó bị đau đau nên thành ra là sẽ có một cái tập ngắn mà mọi người đừng có lo khi mà những ngày tập ngắn như vậy thì mọi người nên biết nha những người nào chưa biết mình nói luôn nha trong kênh của mình hiện tại bây giờ là có tới hai người kể chuyện lẫn đó là bây giờ là vũ mập vào một vũ mập phiên bản nữ nữa đó là bạn như như tới bây giờ thì bạn như như bạn kể rất là tốt và những cái câu chuyện là nó khá là rùng rợn luôn nha mọi người nha mà bây giờ bả kể cũng dài lắm ha bả kể giờ là ngày xưa bả kể hai mấy ba chục phút chứ giờ là bà kể cũng bốn năm chục phút á mà kể nghe nói là cũng cũng ok lắm rồi đó nghe khán giả cũng nói cũng dữ lắm á đó đã nên hôm nay nghe chuyện ngắn hay hoặc, hoặc mặc dù là ngắn hay dài không biết thì mọi người nên dành cái thời gian ra để mà qua nghe chuyện ma như như à, cũng nằm trong kênh chuyện ma vũ mập luôn đó là một thành viên trong kênh chuyện ma vũ mập luôn qua đó nghe để mà góp ý để mà bà như bà kể càng ngày càng tốt hơn ha mọi người nghe thôi rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này ha mọi người ha với mặt xin chào tất cả mọi người